Đây này, em thỏ bunny hop nhà mình. Bé thỏ bunny hop này đang ăn lá cây này. Các bạn xem video trên kênh Kitten Mèo Ven này thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kitten Mèo Ven nhé. Em này em ngoan mà em lại rất là tò mò luôn. Mới ăn được cả hạt mèo hả? Bữa nay mày ăn được cả hạt mèo các bạn ạ. Đây là mèo Kiki.